Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 10, sau 2 ngày kể từ khi cập cảng Hải Phòng, vượt qua quãng đường gần 190 km, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội đã được vận chuyển về tới depot Nhổn, Hà Nội. Đoàn tàu sử dụng sức kéo điện áp thấp một chiều 750 VDC, ray thứ 3 với kết cấu gọn, đơn giản, chắc chắn, chi phí xây lắp và bảo dưỡng thấp, bảo đảm mỹ quan đô thị. Hệ thống phanh hãm được trang bị tính năng hãm tái sinh để giảm tiêu thụ năng lượng và giúp giảm chi phí bảo trì. Khi đến nơi, các toa tàu đã được cẩu lên ray về khu vực tập kết để tiến hành công tác lắp ráp và thử nghiệm. Đoàn tàu sẽ được căn chỉnh và trưng bày ở nhà ga S1 trên đường 32 vào tháng 11 tới đây để người dân tham quan. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, 9 đoàn tàu còn lại của tuyến metro Nhổn ga Hà Nội đang được sản xuất tại Pháp và dự kiến sẽ đưa về Hà Nội bắt đầu từ đầu năm 2021. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nước lũ đã làm ngập 200 mét đường sắt giữa ga Hà Thanh và ga Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Bởi vậy, nhiều chuyến tàu qua khu vực miền Trung phải tạm dừng hoạt động. Tổng cộng có 4 đoàn tàu khách SE1, SE3, SE7, SE8 phải dừng tại các ga Đông Hà, Tiên An, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để tránh lũ. Có 12 đoàn tàu chở hàng phải dừng dọc đường, tạm ngừng chạy tàu SE7 ngày 20 tháng 10 từ Hà Nội đi Huế và ngược lại. Hiện tàu SE8 xuất phát từ Sài Gòn ngày 18 tháng 10 đến ga Đồng Hới lúc 7 giờ 45 phút sáng ngày 19 tháng 10 với khoảng 150 hành khách đang phải nằm chờ kế hoạch truyền tải hoặc đi tiếp. Những vụ tai nạn với nguyên nhân từ những chiếc container luôn là nỗi ám ảnh của người đi đường. Vào khoảng 10 giờ ngày 19 tháng 10, một chiếc container mất lái đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe container mang biển số 51C33125 lưu thông trên đường DT747B hướng từ huyện Bắc Tân Uyên về thành phố Thuận An. Khi xe lưu thông đến đường DT747B giao với đường Trịnh Hoài Đức thì xe bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè, đâm va vào các mái hiên cửa hàng bên lề đường. Xe container tiếp tục đâm đổ cột đèn tín hiệu giao thông và chỉ dừng lại khi đâm vào một siêu thị. Tại hiện trường, vụ tai nạn khiến một người phụ nữ bị thương nặng, tài xế chỉ bị xây sát nhẹ. Vụ tai nạn cũng khiến hai xe máy bị hưởng nặng. Nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, điều tiết giao thông.